Chào các bạn, trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách kiểm tra sửa chữa một con chuột quang của hãng Apple. Cái model của nó là A1152. Thì cái bệnh của cái con chuột này là lúc được lúc không. Mình quan sát thì thấy sợi cáp của nó bị đứt ha. Nên mình tiến hành mình tháo cái con chuột này ra. Ở đây mình sử dụng một cái vuông móng tay nha. Cái che xung quanh này nè, nó không bị đường viền ha. Mình sẽ mở về cái mặt trước. Cái phím này phím di chuyển lên xuống nè. Xoay 360 độ được. Nó giống như cái phím joystick của cái máy BlackBerry á. Đây là phần bên hông của nó. Rồi mình tiến hành mình dùng cái dũa móng tay á, mình nảy lên, nảy cái đường rãnh này ra nè. Đó, mình tắt được cái viền thứ nhất. Các bạn lưu ý ha, mình giữ lại cái ngàm này ha. Rồi tiếp theo mình tiếp tục mình nảy cái phần phía dưới này nè, cái phần sát mí của nó có đường rãnh hở, mình nảy lên ha. Quan sát cái ngàm của mình á, nên còn nguyên vẹn, không được gãy, không cong ha, cong vênh. Rồi mình tiến hành mình tháo phía dưới ra. Ở đây mình bóp hai cái này. Bóp hai cái này mình đẩy lên ha. Rồi, ở đây mình quan sát phía trên, phía dưới này có hai sợi cáp bớt ha. Cái phần đuôi của con chuột này nó có hai cái cần á. Rồi mình chỉ cần mình lắc nhẹ thôi để mình tách ra. Đây nè, hai cái ngàm của nó. Ồ, mình quan sát trong đây là nó hơi bẩn. Mình tiến hành mình tháo hai cái cáp này ra ha. Ở đây mình dùng một cái vũ móng tay mình đẩy cái cáp này lên, socket á, mình đẩy. Đây là socket dài của nó. Đẩy cái khất này lên là bị cái sợi cáp ra. Rồi mình dùng tay mình tách nhẹ ra thôi. Cái phần này mình làm tương tự ha. Đẩy cái phần lẫy này lên nè. Mình chú ý mình quan sát ha, mình đừng để cho đứt cáp nha. Đó, tháo cái socket ra. Cái phím trên phía đồ hướng á di chuyển lên xuống, thì cái này mình sẽ tiến hành mình vệ sinh lại, tại vì thấy nó hơi bụi ha. Vệ sinh á thì ở đây nè, thấy có tóc nè, mấy sợi tóc mình lấy cọ làm mấy cái bàn chải á, mình vệ sinh mình chà lại. Và nhiều khi các bạn xài lâu trong quá trình sử dụng á,
nó dơ bẩn bụi bám ở đây nè. Nó làm cho mình cái bàn phím mình chập chờn hết, lúc được lúc không ha. Rồi đây là cái bo mạch của nó. Cũng có một con IC thu phát quang ở giữa nha. Thì nó giống như những con chuột quang bình thường. Ở đây mình vệ sinh trước. Rồi mình tiến hành mình thay dây, cái dây này bị đứt nè. Đây mình tháo cái bo này trước ha. Ở đây có ba con ốc á, mình tháo ra. Nói chung là xử cái sự chụp của những cái chụp quang á hoặc chụp không dây cũng không có khó lắm. Mình để chú ý một chút xíu là mình sửa được thôi. Còn đa phần những cái cáp của chuột á nó bị đứt như vậy á, mình có thể mình hàn lại hoặc mình gia cố cho nó cứng chắc lại ha, trong trường hợp nó không bị đứt á. Đây phần này mình rút ra. Tháo bo mạch ra luôn. Cái cấu tạo của nó cũng giống như những con chuột quang bình thường. Cũng có led thu phát ha. IC luôn thu phát. À, con này con thạch anh dao động ha. Rồi ở đây cái phần socket của nó thì mình kiểm tra. Nó sẽ cũng có 5 chân ha. Tại vì cái dây này nó ngắn quá. Mình muốn giữ lại cái dây này. Mình nếu mình kiểm tra coi nó bị đứt á, thì mình hàn nối lại thôi. Chứ so với những con chuột quang mà bán ngay ngoài thị trường á, chuột Trung Quốc á, thì cái dây của nó dài khá dài, còn cái này dài ngắn cũng à. Chắc xài coi bên laptop á. Rồi mình tiến hành mình kiểm tra cái đường cáp USB trước nha. Mình quan sát bên đây á là cái socket của nó có 5 chân ha. Thì hai chân bìa là chân chân dây đỏ với dây đen á, dây đen là cái dân dây mát cái này nè. Thì mình kiểm tra dùng với đồng hồ. Mình đo chế độ thông mạch và chế độ chuông. Mình test có bị đứt dây hay không. Nếu mà các bạn mà có cái dây cáp này có sẵn á, thì mình tiến hành mình thay luôn ha. Còn ở đây mình không có sẵn thì mình cáp này cáp zin của nó, mà thử coi nó có bị đứt mạch hay không. Kiểm tra cũng đơn giản thôi. Như socket này có 5 chân thì mình chích một chân vô đây. Đây nè. Một cái đầu cáp này á nó sẽ có 4 chân ha. USB. Mình chích coi mình đo coi nó có thông mạch hay không. Rồi. Mình đo được cái dây số 4 á, là ok ha, nó bị đứt ha. Tiếp theo mình đo cái sợi kế tiếp. Cái này cũng thông mạch luôn. Cái dây số 3 của nó.
Và cái dây cuối cùng là dây đỏ, dây dương đó nha. Rồi, như vậy là ok. Từ cái phần socket này á, nó sẽ có 5 chân nhưng mà thực tế nó sử dụng 4 chân bên trong thôi. Còn cái chân chassis á, có nghĩa lớp vỏ bên đây nè, là chân số 5 á, thì nó nối với cái phần vỏ bên ngoài này, mình đo thử coi nó thông không ha. Đây cái chân cuối cùng, chân số 5. Rồi mình đo là nó bị đứt dây nha. Thì cái dây này á, mình có, mình nối được, không có không sao hết. Nó sẽ đi liền với cái phần đây nè. Còn cái lớp dây bọc bên ngoài á, nối phần chassis ha, phần vỏ. Các bạn nhìn thấy có những cái sợi dây kẽm phía đầu này nè. Như vậy á, 4 dây chính của mình á, nó không bị đứt, nhưng mà nó đứt cái dây chassis bên ngoài. Thì đối với những cái trường hợp này á, mình không có cáp thay á, thì mình gia cố lại thôi ha. Ở đây mình có thể mình cuốn băng keo lại, hoặc mình sử dụng mấy cái ống gen á, mình hàn vô nối vô. Hoặc các bạn có thể dùng keo nến á, mình gắn cố định lại cho nó cứng. Ở đây khách người ta không muốn làm, người ta muốn cắt luôn ha. Thì giờ mình tiến hành mình tháo ra, mình cắt. Đây, cắt cái phần đứt cái này nè, nối lại cho đủ 5 giây. Ở đây mình cắt bỏ luôn nha. Cái dây của nó nè. Đó, mình quan sát thấy nè. Ở đây có dây chassis nè. Một dây đỏ nè. Dây trắng nè. Dây xanh, dây đen ha. Nó có 5 dây. Mình chỉ cần nối dây tương ứng thôi. Những cái dây này mình xoắn lại. Rồi, mấy cái đầu dây này á, mình hơ lửa nha. Mình chỉ cần hơ lửa để mình tách cái phần vỏ nhựa ra cho nó lòi cái lớp đồng đó thôi. Hơi nóng chút xíu là mình tách ra được rồi. Mấy cái đầu dây này mình xoắn lại. Được 5 dây. Cái phần dây này á, mình cũng làm tương tự ha. Đây là mình tắt cái phần chassis phần vỏ ra. Cái dây này á, bên ngoài nó giống như cái dây cáp đồng trục của truyền hình cáp á,
À, nó sắn từng cái một cái giống như tín hiệu trong mấy cái phố dàn âm thanh đó. Mình kéo cho cái dây cha xích này nó tưa ra nha, tại vì nó xoắn nhau á, nó bện với nhau. Mình làm cho nó tưa ra rồi mình mới xoắn như được. Bên trong sẽ có 5 dây ha. Trong đó là 4 dây nó nằm trong bên trong cái jack USB nè, mà một dây chassis dây mới vỏ. Mình chỉ cần nối đúng vào vị trí của từng màu dây là xong rồi. Đó, ở đây mình cũng có những cái đầu dây như thế này, mình xoắn mình nối vô. Mình cắt những cái đoạn ống gen á để mình luồn vô. Đó, như ở đây là mấy cái coi nhiệt nha. Các bạn ra ngoài trời nhiệt tả quá, mình mua những cái coi nhiệt nhỏ nhỏ như vậy. Vừa với cái phần mà mình cần nối cách điện á, mình cắt khoảng chừng 5 cái ống như vậy. Mỗi cái dây này nè, mình luồn một cái ống gen vô. Mình vừa làm mình vừa nối luôn nha, để cho nó tránh lộn dây. Đây mình nối cái dây màu đỏ trước. Các bạn nên sắn chặt nha. Một số bạn mình làm kỹ á, mình có thể dùng cái mỏ hàn á, mình xi một lớp chì đây nè, còn nó không cần thiết á thì mình giữ vậy được rồi. Nhớ là đúng màu, màu đỏ mình đi với màu đỏ ha. Rồi sắn chặt lại là ok. Hai cái màu đỏ mình gắn chung với nhau. Là mình dùng lửa mình hơ được rồi, là nó co lại ha, nó cách điện luôn ha. Để cho nhanh á, mình đã tiến hành mình làm tương tự. Ở đây mình sẽ có 5 sợi dây ha, và mình có ống gen á, mình nhét cái đây vào mình hơi lửa cái là nó co tự co lại cách điện luôn ha. Sau khi mình làm xong á thì mình tiến hành mình test, cái test cũng tương tự đây đây nè, cái chân số 1 ha, mình nhét cái vô cái chân này rồi mình test. Đó, cái chân này chân đỏ,
thông mạch là nó tích lên. Kế tiếp cái chân số 2, chân trắng ha. Nè. Miễn sao mà làm cho nó thông mạch là được. Chân số 3. Rồi, cái chân cuối cùng là chân mát ha. Chân số 4, chân màu đen, cái sợi dây màu đen á. Rồi còn cái một cái sợi dây đen chassis lúc đầu á nó bị đứt. Đây là cái chân số 5, chân cuối cùng luôn. Hôm nay mình đo là nó không thông mạch, nhưng mà bây giờ mình hàng lại, mình nối dây lại nó thông mạch rồi. Rồi như vậy là nó đã ok nha. Mình tiến hành mình ráp lại thôi, rồi mình test con chuột này coi. Từ con chuột này á, lúc đầu là nó hoạt động lúc được lúc không ha. Đối với phần này á, mình có thể mình gút lại nha. Các bạn có thể dùng dây gút á, mình gút lại. Còn không á, mình sẽ cột lại. Đây sóc két của nó nè, mình tháo ra. Đó, mình cuộn lại nha. Nói chung mình làm cuộn lại cho nó gọn là được. Bạn lưu ý nha, đừng để cho nó vướng nha. Mình cuộn nó càng gần sát càng được. Để khi mà mình trường hợp mình cắm cáp vô mình giật giật á là nó không bị đứt. Gút lại đây, đây. Đó. Khi mình giật ra nó không bị vướng này ha. Rồi những cái vị trí này mình chỉ cần đến mình chích vô thôi. Còn trước khi làm thì mình test trước. Đó, gút lại như thế này nè. Giật là nó không bị vướng ha. Nó không bị xúc ra. Rồi mình lấy cái cần đến mình test vô. Nó theo một cái đường của nó nè. Gắn trên bo trước. Nó hơi vướng thì mình chỉnh lại. Đây những cái đường rãnh của nó. Ở trên đây á, nó có hai cái nghèm ha, mình chỉ cần nhét đẩy vô thôi. Dây mình đi cho gọn lại. Không bị vướng là được. Rồi, mấy cái phần bên hông này mình nhét vô. Nè, ở trên đây có hai cái rãnh á, thì mình nhét vô đúng phần vừa khớp hai này. Vô cho nó sát là được. Phần này cũng tương tự. Đó, yêu cầu của mình là phải gắn khít như này. Các bạn quan sát ha, gắn cho nó sát vô. Rồi những cái socket này mình tiến hành mình gắn lại. Socket mình đẩy cái chân socket lên rồi gắn cáp vô. Làm bằng tay thôi nha, nhét cũng được. Mình lấy nhíp mình đẩy xuống ha. Rồi, khi nó sát rồi á, mình lấy cái nhíp này nè, mình ấn hai cái đầu của nó xuống. Đó, nó gài được cái cáp. Đó, xong rồi, khá đơn giản ha. Ở đây một sợi,
bên đây một sợi nữa. Mình làm tương tự. Đó, nó tiếp xúc lên. Cái socket này dễ bị bung lắm nha. Các bạn chú ý cho mình á, mình làm nhẹ tay thôi, đừng làm nặng tay quá. Đó. Mình nhét cho trong khe. Đẩy. Nè, để nhíp á, mình ấn xuống ha. Ấn sang sát mép rồi mình lấy tay mình nhét vô là xong. Nó vô rồi. Rồi mình ráp lại thôi. Hai phần chân này nè, mình gắn lại cho nó sát vô. Ở đây á, mình giữ một cái bo mạch trên đây nha. Ấn xuống cho hai cái má ở đây nè, nó không bung ra. Rồi, cái phần chân gài bên đây á, mình nhét vô cái rãnh nữa được rồi. Nó có một cái lỗ bên đây nè. Mình gài trước một bên. Rồi mình nhét thêm bên kia nữa. Đó, mình lấy tem ấn xuống là được rồi. Hai cái chân này nó gài vô cái rãnh. Rồi như vậy đã xong ha. Ấn vô. Bóp vô là ok. Đó. Yêu cầu á là nè, nó vô mấy cái rãnh hết ha. Phần này sát với nhau nha. Bấm á, nó của mình có độ nảy. Rồi phần này á, mình chỉ cần lấy keo nến mình chích vô. Đó, mình lưu ý các bạn á, các bạn có thể bắt ốc nha, tại vì cái bo mạch nó gắn vào cái phần nắp ở dưới là có ba ốc thì mình bắt vô luôn. Là mình test không bị đứt cáp và nhấp chuột xuống á, thì nó có độ nảy. Rồi mình gá những cái phần quyền bên trong nè, bên đây nè. Trong trường hợp mà cái phần quyền này á nó bị hở á, mà nó không bám dính á, thì mình dùng keo nến nè, mình chích ít keo ở đây nè, rồi mình ốc này xuống là nó dính cứng ngắc ha. Tương tự cái phần nhàm nè, ở đây nó có mấy cái lỗ định vị á, mình gắn vô cho đúng là được rồi. Đây, cái phần phần khuyết á là cái phần đầu dây cáp nè, mình gắn vô thôi. Rồi sau khi gắn xong á, mình tiến hành mình test thử ha, cắm vô máy tính mình test. Đó, ở đây là con chuột á, mình mới vừa sửa xong á. Rồi mình cắm cáp vô cái khe cổng USB. Mình cho nó sạc driver nha. Đây nè, nó tiến hành nó sạc driver để nó nhận diện được trục quang của mình á. Nó ở đây mình nói nè, nó cài đặt thành công nè. Rồi bắt đầu mình có thể mình sử dụng chuột nha. Đó, như ở đây mình lên chuột nè. Rồi mình lấy chuột phải chuột trái nè. Đó. Như vậy ok ha. Cái quá trình mà mình sửa con chuột chập chờn lúc được lúc không á, đã thành công. Do nó bị đứt cáp, đứt cái đầu cái cáp cái này nè, mình cần gia cố lại. Video này đến đây kết thúc nha các bạn. Các bạn có ý kiến thắc mắc gì các bạn để lại comment dưới video nha. Mình sẽ support hỗ trợ cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp của mình. Chào các bạn.